Chào các bạn đến với kênh Xe Đạp Hải Phòng và trang web xe đạp hải phòng.com. Đợt này mình đang về một số cái dòng MTB và như các bạn thấy thì MTB cũng rất là ít trong cái số mà xe đạp đã qua sử dụng tại thị trường Nhật Bản, hầu như là dòng Touring. Thì đợt này mình có về một số cái dòng MTB và một trong số đó thì đó là cái dòng MTB Merida. Hiệu Merida là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Mỹ, chỉ tương đương với thương hiệu của Zion hoặc là GT mà thôi. Thì đó là thương hiệu khá là nổi tiếng của Mỹ thôi. Thì như mình đánh giá thì con Merida này khá là đẹp, đức sơn còn khoảng mới khoảng 80-90% và bị rất ít chỗ xước. Xe có model là Matt MATTS thì các bạn có thể lên Google và tra cái hiệu Merida Mat này. Xe thì cũng con này khá là lâu rồi nhưng mà để các bạn thấy là sử dụng rất ít và đẹp. Con này là đời 2009. Bán năm 2009 thì đến bây giờ là cũng khoảng 9 năm rồi. 9 năm rồi mà các bạn thấy nó đẹp. Công nhận là những cái chiếc xe mà chất lượng Nhật Bản thì cực kỳ là bền. 9 năm rồi mà nước sơn gần như mới này. Thì đây nó có dòng chữ là center to top, tức là từ trung tâm cho đến đỉnh là 46 cm. Đấy là xe này là size 46. Đấy, chiếc xe đạp là size 46. Đây nó có một số cái tem đăng ký, đăng kiểm sử dụng bên Nhật. Xe thì được trang bị tay vặn 3 đĩa 7 lít, vành 26 địa hình, vành 2 lớp. 26 địa hình, 2 lớp, double wheel. Nên các bạn thấy cái dòng chữ là double wheel có nghĩa là hai lớp tường đúc. Đó. Và xe được trang bị lốp 26x1.0 Made in Japan 2.0, 26x1.0 lốp của Nhật. Và quả lốp trọng, không có gai, thích hợp cho xe đi trong những cái đường nội thành, đường bằng. Và phanh là phanh V, hiệu Merida luôn. Xe được trang bị 3 đĩa tầng hiệu SR Sun Tour. Và đằng sau là 7 đĩa. Bộ chuyển động Shimano Tourlay. Đằng sau lốp cũng là lốp Metro Made in Japan. Chiếc xe này chỉ có giá khoảng hơn 4 triệu đồng thôi. Xe bằng khung nhôm rất là nhẹ. Thì nếu các bạn muốn biết giá chính xác của chiếc xe thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại trên video và hoặc là có thể inbox cho mình qua Zalo để mình có thể tư vấn các bạn giá chính xác của chiếc xe và những cái phụ kiện và những cái chính sách mà khách hàng được hưởng khi mà mua xe, sử dụng xe bên xe đạp hải phòng con. Ngoài ra thì mình cũng có dịch vụ thuê xe trải nghiệm và để cho các bạn có thể trải nghiệm trong chiếc xe chưa ngắn trong vài ngày mà chỉ mất 50-80 nghìn trên một ngày. Các bạn có thể, nếu mà sử dụng dịch vụ thì các bạn hãy liên hệ với mình. Các bạn hãy ấn subscribe kênh để cập nhật những video mới nhất từ kênh của chúng tôi khi chúng tôi up lên video, và ấn like video để chúng tôi làm những video mới. Xin cảm ơn các bạn đã xem video.